Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á vừa phối hợp với Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức lễ công bố thương hiệu xuất sắc châu Á năm 2022. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng đã vinh dự lọt vào top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á năm 2022. Trải qua chặng đường 28 năm thành lập, trưởng thành và phát triển, thương hiệu công ty Nhật Linh trong ngành sản xuất và cung ứng trang thiết bị dạy học, nội thất công sở, đầu tư hạ tầng và dịch vụ được khẳng định, đem đến sự uy tín, niềm tin với khách hàng và đối tác. Việc đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á lần này là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng, từ đó khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của công ty Nhật Linh trên thương trường. Giải thưởng thương hiệu xuất sắc châu Á được Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á tổ chức hàng năm với nhiều tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt và quá trình bầu chọn khắc khe để nhận được giải thưởng này các ứng viên phải vượt qua nhiều vòng đánh giá như kiểm toán tài chính đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và thương hiệu trong nhiều năm phỏng vấn và bỏ phiếu kiến bởi hội đồng tư vấn